Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở video ngày hôm nay của mình. Hiện tại mình đang đứng ở trại sinh vật cảnh thành phố Bắc Ninh các bạn ạ. Ở đây nuôi rất nhiều, bán rất nhiều chim và cá cảnh. Trước mặt mình đây là một chú chim chích chòe. Chú chim này thì có một cái giọng hót rất chi là hay các bạn ạ. Chỉ cần chủ vẫy tay cái là bắt đầu chú ta bắt đầu líu lo và hót nó hót, các bạn nghe chưa? Mình nhìn rất chi là thích chú chim này nha các bạn nhé. Đấy, chủ chỉ cần vẫy tay cái là nó hót theo này. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Không những chủ nó vẫy tay nó hót mà mình vẫy tay nó cũng hót theo luôn này. Đấy, nó còn rất chi là hung hăng này. Ở đây thì có những chú chim chích chòe bổi. Thì trị giá của những chú chim này chắc là các bạn nhìn thấy này, 250 một con. Ở đây có cả chòe than này, với lại chòe lửa này. Đây là chú chòe than nhé. Và đây là một chú vẹt. Mình chỉ biết là vẹt thôi nhưng mình cũng không biết tên đó là gì các bạn ạ, vì tên nước ngoài mình cũng không biết. Thì đấy, kia là một chú cũng là dòng vẹt này, cũng vẹt biên nói nha các bạn nhé. Vẹt này có trị giá là 4 triệu, bên trong là bạn nó đấy, bên trong là chú vẹt màu vàng, bên ngoài là chú vẹt là rất nhiều màu. Và đây là vẹt nhường hồng các bạn ạ, vẹt nhường hồng, vẹt cái. Ở bên này là chim miến phụng này, có 5 chú chim miến phụng và có rất nhiều loại chim mình cũng không biết tên các bạn. Đây là một cái chú vẹt đấy, để mình quay cho các bạn xem này. Nó đang ăn bột này. Chim này nó vẫn là chim non các bạn, nên là nó đang ăn bột. Ở trong lồng đây là những chú chim họa mi, những chú chim bổi đang được người chủ thuần đấy. Ở đây là những chú chim sáo này. Đặc biệt là thức ăn của chú vẹt này các bạn là toàn ngô thôi. Đấy, ngô mình thấy toàn cho ăn ngô thôi. Nghe mong manh là chú vẹt này có giá trị tầm hơn 40 triệu các bạn. Nhưng mà mình cũng không biết tên nó là gì các bạn ơi. Vì cái tên nước ngoài mình cũng khó để nhận biết được. Nó cũng dữ lắm. Đấy, mình thò tay vào nó cũng đòi mổ này. Và đây là toàn bộ cái khu nuôi chim các bạn. Tí nữa ra bên ngoài thì mình sẽ quay cho các bạn cái khu bể cá. Bên này là nuôi rất nhiều khiếu này. Đây là khiếu bạc má này. Chú bọc má đi 800.000 con. Sáu. Con nhông này cũng đắt. Và đây toàn chim cu Thái nha các bạn nhé. Đây là chim cu Thái. Rất nhiều màu. Đây ở trên này thì cu gáy nâu, ở dưới này thì rất chi là nhiều màu. Đây thì cũng là một giống vẹt các bạn, giống vẹt nhưng mình cũng không biết tên là vẹt gì. Nhìn là chúng nhìn giống chim miến phụng nhỉ, nhưng mà nó to hơn chim miến phụng. Nhìn màu vàng ở đỉnh đầu này, có màu đỏ này, đầu cánh lại màu trắng này. Nhìn rất chi là dễ thương nhé. Đây là bầy sóc này, thức ăn là toàn ăn ngô và ăn chuối này. Ở dưới này thì có hai con sóc giống nó khác hơn, nhưng mà nhìn nó to hơn.
Bên cạnh này nuôi rất nhiều sâu quy, với lại dế, để sâu quy này cho chim và dế thì cũng để làm thức ăn cho chim này. Đây là nuôi dế, nuôi rất nhiều dế nhá. Hiện tại thì mình đã có mặt ở bên ngoài, nơi có những chú cá rất xin là xinh đẹp các bạn ạ. Đây là một cái bể cá dạng hòn non bộ, bộ cảnh. Ở đây có rất chi là nhiều loại cá các bạn, và toàn thể cá đây mình cũng không thể biết tên hết các bạn. Đây là những cá màu sắc rất chi là rực rỡ nhé. Mình có thể quay cho các bạn cùng chiêm ngưỡng và cùng xem có những loại cá mình biết tên và cũng có những loại cá mình không thể biết tên. Thì chủ của cửa hàng, chủ của cái nơi mình đang quay thì rất chi là bận và nhiều khách các bạn, mình cũng không thể hỏi được tận nơi là tên từng loại cá một, thì mình có thể quay cho các bạn cùng xem và chiêm ngưỡng những chú cá thật là xinh đẹp nhé. Đây là cá mập trắng nhé các bạn nhé, đây là cá mập trắng này. Đây là chăn này. Anh Tuấn này, anh Tuấn, xem con chăn này. Anh làm chăn này về nuôi. Là con giống, con để rùa nhỉ, rùa to quá thế, tôm, à con, tôm, đây là giống Nam Mỹ anh, nhưng mà đâu, bé, giống Nam Mỹ, giống Nam Mỹ, giống Nam Mỹ, nhìn trông như kỳ tôm, bé tẹo, bé lít đi, xanh vảy đỏ. À, đây, đây con rồng to này. Đây là con rồng Nam Mỹ nha các bạn nhé. Con này to lắm. Hai con nhím này buồn cười này. Nhím này cho ăn cám à? Xấu hổ. Đây bên này là bia. Hay. Bia này bia bé, bia mới rẻ. Đây là chuột hunter nhé. Chuột hunter này to phết nhỉ. Đây là toàn là đồ để trang trí bể cá này. Cá này cá gì nhỉ? Cá rồng đây. Đây cá rồng. Đây kiểu như cá voi lưng vù. Chứ mà ở đây mình cũng không biết giống cá gì đâu nhé. Cá bẻ có mỗi con này bao nhiêu tiền?
đây là cá hủ sao ấy? Đây cá đâu anh? Đây là cá đây. À đẹp chưa? Một mình cá hài. Một mình ở cái biển rộng bao la này. Trông bé tẹo thế thôi nhưng sờ vào của nó chứ. Anh à, đây con gì này? Sâu biển. Xong con này động đậy cũng là những con gì vậy? Cá hô đây. Sống à? Ừ. Nhít nhít kìa. Đây thưa các bạn, đây rất rộng, toàn bể cá cảnh này. Ở phía bên trong đây là chim. Đây có những con cá nó đang nhìn về. Kiểu anh xem TV. Nó bé này. Bể này năm củ. Bể năm củ, cơ bản bị vết xước này. Kính xước này. Năm củ. Cá. Nhìn này. Nhìn này, ốc này. Đây. Đẹp không? Ốc này nha, ốc rất đẹp nha. Hôm nay là đầu tiên được đến đây là trại sinh vật cảnh ở dưới Băng Linh. Cứ nhích nhỉ. Đây con sao biển này. Đây sao biển này. Đây giống cá rô phi anh à. Đây nhiều cá rồng đấy. Đây kia cá thần tài á. Không kỹ nhỉ. Tài đây, tài đây. Đi cuối chiều rưỡi. Đây mập. Mà to chưa? Chưa. Đi ra, chưa chưa chưa. Đây là cá mập. Đâu hồng vĩ. Em tưởng cá mập. Như các bạn cũng đã xem video thì mỗi loài vật đều có một cái vẻ đẹp riêng và một cái sức hút riêng. Video của mình cũng dừng ở đây các bạn ạ. Mình chúc toàn thể các bạn khi xem video của mình có một giây phút thật là thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.